kê bếp. Nấu cơm trước đi. Dao này cắt được. Rửa đi. Anh nhớ rửa xong chưa? Hả? Anh chả cái nón đi. Nhặt đôi nón kia. Hai nón rồi. Đi nhiều nón. Để thử vô cắt cái bánh ăn hả? Cắt xíu nữa bày lên bàn hết luôn. Không có cái bơ nữa nè. Lấy dao cắt này cắt 3 ngày. À con này mới bén nè, con này con trẻ củi nè. Thấy không? Đây. Anh mài cái ơi. Mài chi nè. Vậy. Tốt mà, con này mà. Rửa. Để rửa. Dao đi xếp hàng hả? Để con cắt cho. Cho thử coi. Má. Cắt vô cường của mày má. Cái miếng thịt này đừng có cắt dây như vậy mà nướng. Để nguyên cục nướng. Nướng xong ăn tới đâu cắt tới đó. Hiểu không? Bầm thịt nó xanh. Để nguyên cục thì mình nướng. Để lấy ít mắc phén. Nhưng mà nó thấm không? Hả? Gì? Tiêu rừng. Vừa nấu canh vừa nướng thịt cũng được. Có cái bếp mà. Thôi, mình chia ra. Chảy lên đi em. Đấy là nghe tiếng chim chưa? Ủa trái này trái gì? Trái đào. Cái này với đào luôn. Cái này ăn giỏ được. Được mà. Giọt. Cái đào lạ vậy đó. Là cái cây đào của ngoài Bắc á. À, cái đào Tết á. Nó chưa có chín nữa hả? Đấy, mình phải phi hành tỏi lên cho nó thơm. Vâng, đất của tình yêu. Đây, có muối chưa? Trời. Có rồi, cái ấm này nè. Có muối vừa rồi, có rồi. Mình phải, thịt thì mình phải xào lên. Nó mới hết phần tạch. Bây giờ mình cho một miếng nước vô. Sau đó để nó lại. Lấy giùm anh cái nắp ở trên cái bàn của anh. Oh, man. Nắp này chắc vừa. Nắp này là nắp nồi cơm tối hôm qua. Ủa em đâu có ăn canh đâu mà. Đúng không? Em không đâu. Mình đang ăn thì như đó đủ rồi. Để nấu xong nồi canh là có than nướng luôn á. Nãy cơm chảy hơi bị phê đó nha. Nó hợp lý với nồi đó nha. Mấy con chó luôn. Chín rồi nhưng mà để cho nó có cháy. Chó.
phê hết anh. Không biết chồng thích gì. Nó này tình dâu. Sao ngộ ta dâu đem về Sài Gòn chồng nó không có lên nổi ta. Khí hậu. Biết là khí hậu rồi nhưng mà chỉ là cái cây thôi mà. Nó mấy con chó này chỉ cần dục xuống một cái gì đó là nó chạy lại. Coi nè. Tế còn biết cái gì luôn. Ăn nữa chứ. Đó. Ồ, đặc biệt chó ở đây. Lát. Để đây lạc. Mày không lại tao cho con này. Chó đi ăn rau. Ê con chó. Ngu bị thả bả chứ chết luôn. Ở đây ai mà thả bả? Ờ. Nó đũa nè. Đốt đi cho nó dơ. Mấy anh tao phải bắt muối vậy nè. Quên mình bắt muối lộn. Bây giờ chỉ chờ nó sôi lên một bát nữa là nhắc nó ra. Cho bé kia nó ra nó ngồi nó nướng thịt. Chơi ngoài nắng nó mới ngầu. Chơi đem tiếng đen đồ. Thịt đem tiếng đen. Em như con cháu. Anh như con cháu mà em vẫn cầm nhau khô. Em vừa xấu vừa xẹp cho cũng không thèm vô vô. Anh lạnh lắm. Má ở đây rồi không muốn đi đâu nữa. Lên đây ở có chóp chạy về Sài Gòn, có chóp nó lên đây. Chạy lên đây nhận chóp. Không, lên đây ngồi làm mấy cái sàm sàm. Cái sàm sàm xí rồi mấy cái gọi là sụn lao á. Sàm ấy rồi, sao quẹt, không về biết nữa. Cánh chưa. Rồi đó, cái việc để em lấy cái điện nướng nha. Lạnh quá ta. Mẹ nắng vậy mà lạnh. Em có bị ấm đầu không? Trời, nó thấy bà nội là hoài gì kêu là. Đó, có than nghe chơi rồi đó. Coi đừng mấy chó nha. Ê cứ bỏ lên hồi. Ê sao chân gà để em chặt. Em chẻ nó thay cho. Thôi chẻ nó ra. Để cho mau chín. Đợi đợi nãy giờ nấu cái nồi cơm mấy tiếng được mà. Đợi cái chân gà 15 phút được hay gì. Dễ ăn. Ê vậy nè, nó cũng... À cho miếng dầu đi để cho nó đợi đợi đợi. Kệ nó, khỏi đi, không dính luôn. Dầu vô đây hả? Ờ. Ủa có 3 cái chân gà đây hả? 4. Ai mà 3 chân? Anh nhỏ lẻ. Gà là 3 chân. Gà quái thai. Gà què. Em như con gái. Ghê. Khi em... Anh đẹp có nho. Hiểu à, mình hiểu mà. Ê, mặc áo dài tay vô với anh chảy hết da. Trời, anh nghĩ em sợ hả? Lột da đó mà, mặt anh bây giờ chảy hết rồi. Ui. Cười. Đang có cái khăn chống nắng của Linh Sâu. Tao nướng mày hết đó nha chó. Ừ, cơm ổn định đấy. Thế mà có cơm cháy. Má nướng vậy bếp nóng vậy mà chó nó leo lên nó quất được. Ngầu không? Mít chổng là ai? Hôm bữa bày cái bàn cái bếp nướng trong nhà rồi buổi tối ngồi luôn nó nướng nghi ngút trong nhà tối ngủ ấm mà cuốn. Hơi giống heo quay lắm. Mà quên mình đem cái bộ đồ ra thôi. Ê coi kìa. Chó. Ê. Chó nó cũng bây giờ á. Đâu mình thấy gì đây không? Thấy gì đây không? Thấy gì đây không? Nấu không? Đi ra đây. Đi xuống dưới núi đây. Rồi cho cô gái ngồi nướng. Nướng thịt. Cô gái nướng thịt bên lưng đồi. Nhớ subscribe đâu ta? Nó trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết nhưng đây. Đốt mà đốt. Nói về cái nói gì quên ta. Từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.